Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Tiến. Tiến xin kính chúc mọi người có một ngày mới an nhiên và tốt lành. Thì cũng nhớ đăng ký kênh của mình để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo được nhanh chóng và dễ dàng nhất. Thì hôm nay Tiến sẽ xin quay cho mọi người về các ngày nảy mầm của hoa vạn thọ ban mai. Thì trên màn hình của chúng ta đây là một ngày sau khi mà hôm trước chúng ta ương hạt, thì qua ngày hôm sau hạt của chúng ta đã nảy mầm và lên được 2 lá mầm. Thì tỷ lệ phần trăm nảy mầm ngày thứ nhất là đạt cỡ khoảng 75-80% khi mà hạt chúng ta thấy đã có 2 lá mầm. Còn qua ngày thứ hai, thì đây là ngày thứ hai sau khi mà chúng ta đã bỏ hạt vạn thọ ban mai, thì hầu như tất cả các hạt nó đã vươn lên nảy mầm, cũng như là những cái hạt mà hơi chậm chúng ta cũng đã thấy có dấu hiệu nảy mầm. Thì tỷ lệ nảy mầm qua ngày thứ hai thì nó sẽ được tăng lên cỡ khoảng 85-90% so với ngày thứ nhất. Thì ngày thứ hai hầu như các hạt đã nó nảy mầm, thì chúng ta thấy là nó nảy mầm đều và đồng loạt hơn. Và các cái hạt vẫn còn những cái hạt nảy mầm chậm, thì chúng ta chờ đợi xem ngày thứ ba nó sẽ như thế nào. Thì đối với cây hoa vạn thọ ban mai á, thì nó nảy mầm nó rất là nhanh nha. Sau khi mà chúng ta ương ngày hôm trước hôm sau thì chúng ta thấy cái tỷ lệ nảy mầm của nó rồi. Thì qua cái ngày mà thứ ba thì Tiến cũng đã quay cho mọi người coi là như thế này. Thì mọi người cùng nhau quan sát qua ngày thứ ba nhé. Thì đây là cái ngày thứ ba sau khi mà chúng ta ương hạt đối với hoa vạn thọ ban mai. Thì chúng ta thấy hầu như tất cả các hạt nó cũng đã vươn mầm lên được 2 lá mầm và khỏe mạnh hoàn toàn. Thì tỷ lệ nảy mầm ngày thứ ba thì hầu như nó rơi vào khoảng trên 95% đối với hoa vạn thọ ban mai ngày thứ ba sau khi mà chúng ta đã ương hạt. Còn những cái hạt lên chậm thì mình vẫn chờ đợi, nhưng mà Tiến không tính vào đây nha. Đó, thì đây là một cái giai đoạn, một cái những cái ngày mà sau khi mà chúng ta ương hạt, bắt đầu từ ngày ương hạt và cái quá trình mà cái hạt của chúng ta được lớn lên nó nảy mầm qua từng giai đoạn ngày, ngày thứ nhất, ngày thứ hai cũng như là ngày thứ ba, thì Tiến cũng sẽ quay cho mọi người coi rất là kỹ càng. Thì khi mà cây của chúng ta nó đã được cỡ khoảng từ 5 đến 7 ngày sau khi mà chúng ta ương hạt, thì chúng ta phun một cử bệnh ngừa bệnh lợ cụ rễ héo xanh. Thì ở nhà Tiến sử dụng cái Alias này để phun ngừa bệnh lợ cụ rễ tớp cái đầu chớp rễ ở phía trên cái bề mặt giá thể đó, phòng ngừa cái bệnh này hiệu quả vào giai đoạn khi mà chúng ta đã ương được từ 5 đến 7 ngày. Thì chúng ta sẽ tiến hành phun một cử thuốc ngừa bệnh đầu tiên cho cây hoa vạn thọ ban mai, cũng như là cây hoa vạn thọ của chúng ta. Nếu chúng ta ương được cỡ khoảng 7 đến 10 ngày chúng ta cũng phun thuốc ngừa cái bệnh lỡ củ rễ. Thì ở đây Tiến sử dụng cái thuốc Alias này, thì Tiến pha như sau: 1/2 muỗng cà phê đó chúng ta pha với cỡ khoảng là 1 lít nước hoặc 1 lít rưỡi nha. Đó, chúng ta pha với điều lượng lỏng thôi. Và sau khi mà chúng ta pha xong thì chúng ta sẽ phun lên tất cả các cây mà chúng ta đã ương. Thì phun làm sao cho nó ướt trên bề mặt lá cũng như là ướt dưới bề mặt giá thể luôn thì càng tốt, để cho cái thuốc này nó có hiệu quả tốt nhất để phòng ngừa cái bệnh lỡ cổ rễ đối với cây hoa vạn thọ của chúng ta, vạn thọ ban mai. Khi mà chúng ta ương lên được cỡ khoảng từ 5 đến 7 ngày thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải phun ngừa một cử bệnh đầu tiên cho cây hoa vạn thọ ban mai, đó là lệnh lỡ cụ rễ nha. Còn các cái hiện tượng mà khi mà chúng ta ương hạt lên cái cây của chúng ta nó dễ bị vàng là có thể do thứ nhất là cái giá thể của chúng ta chưa xử lý được hoàn toàn, nó còn chắc chát, còn chắc mặn, thì khi đó cây con nó nảy mầm chắc chắn nó sẽ bị vàng. Còn thứ hai nữa, khi mà cây con chúng ta bị vàng thì có thể do chúng ta tưới nước nó quá ẩm trên bề mặt giá thể, nó không có thoát nước, rút nước được, thì cây con của chúng ta nó cũng sẽ dễ bị vàng. Đó.
thì chúng ta khi mà chúng ta ươm xong được từ 5 đến 7 ngày, chúng ta bắt buộc chúng ta phải phun ngừa hút bệnh lở cổ rễ nè, cũng như là ngừa luôn cái bệnh héo xanh cho cây hoa vạn thọ ban mai này bằng cái thuốc Aliex trên màn hình Tiến cũng đang sử dụng và phun. Khi mà cây của Tiến đã được 6 ngày, ươm hạt được 6 ngày thì hầu như tỷ lệ nảy mầm của chúng ta thấy đó gần như là trên 95%. Đó, Tiến kê lên bề mặt giá thải từ chỗ ươm hạt kê lên mặt đất cỡ khoảng 2 cục gạch để cho nó thoát nước được tốt và tạo cái độ thông thoáng cho cây của chúng ta. Khi mà nó tưới nước hoặc là mưa thì nước sẽ thoát chứ nó không có đọng trên bề mặt giá thể, làm cho cái giá thể cho nó quá ẩm thì cây nó cũng sẽ dễ bị vàng nha. Thì sau khi mà chúng ta phun thuốc ngừa bệnh như thế này từ 5 đến 7 ngày, còn giai đoạn sau từ 7 cho tới 10 ngày thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành tưới một cự phân cho cây hoa vạn thọ ban mai của chúng ta được mập mạp xanh và chuẩn bị chúng ta đem ngay chúng ta trồng vào chậu. Thì ở đây chúng ta có thể sử dụng cái phân DAB nha, phân DAB để chúng ta tưới cho cây hoa vạn thọ ban mai của chúng ta được hấp thụ chất dinh dưỡng ban đầu. Thì chúng ta có thể pha với cái liều lượng là cỡ khoảng một muỗng ăn cơm của chúng ta đó, chúng ta hòa với cỡ khoảng 10 lít nước và chúng ta tưới đều lên khắp các cây. Và lưu ý sau khi mà chúng ta tưới phân xong á thì chúng ta phải tưới nước để rửa cái cây lại để tránh cái hiện tượng phân bám lên lá, nó dễ xảy ra hiện tượng đó là cháy lá, đặc biệt là trong cái giai đoạn cây con như thế này. Cũng như là khi mà chúng ta sử dụng thuốc trong giai đoạn nhỏ thì chúng ta không được sử dụng cái thuốc có dạng nhũ dầu vì nó quá nóng, nó bám lên lá dẫn đến hiện tượng là cháy lá. Và đặc biệt lưu ý với mọi người, khi mà chúng ta trồng cái vạn thọ ban mai á thì chúng ta không được sử dụng cái thuốc Anvin cũng như là các loại thuốc mà nó có hoạt chất thành phần là mancozeb metaxi thì chúng ta không được sử dụng khi mà chúng ta trồng cái vạn thọ ban mai này. Vì khi mà chúng ta sử dụng các loại thuốc đó, khi mà chúng ta phun thì cây của nó sẽ bị véo lá và cây của nó sẽ bị ngù đọt và rất là khó để điều trị sau này. Cho nên chúng ta không được sử dụng thuốc Anvin hoạt chất metaxi mancozeb đối với cây hoa vạn thọ ban mai. Đó là một vài lưu ý Tiến khuyến cáo mọi người khi mà chúng ta trồng cây hoa vạn thọ ban mai này. Thì mọi chi tiết thắc mắc mọi người cứ để lại dưới bình luận, Tiến sẽ vô trả lời trực tiếp nhanh chóng, cũng như là liên hệ với Tiến thông qua số Zalo trên màn hình. Thì đến đây Tiến cũng xin kính chúc mọi người có một cái vụ mùa, vụ hoa trúng mùa, trúng giá, bội thu và chiến thắng. Thì một lần nữa Tiến xin trân trọng cảm ơn và kính chào.